Xin chào tất cả bạn, tên tôi là Nguyễn Đức Tài và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ review về một cuốn sách mà tôi đã đọc gần đây. Đó chính là cuốn Tâm lý học giao tiếp của Phổ Tường. Cuốn sách này thì trước hết để tôi nói về giao tiếp. Khi chúng ta muốn nói về giao tiếp ý, chúng ta nói về hành động cơ bản để chuyển đổi thông tin giữa con người với con người, đúng không ạ? Và người xưa có một câu rằng là một lời nói có thể làm đất nước hưng thịnh, một lời nói khác có thể làm mất nước. Điều này cho thấy lời nói có cái sức mạnh vô cùng to lớn và tác động đến con người. Trong cái xã hội ngày nay ấy, thì sự thành công của một người chỉ có 15% đến từ tri thức kỹ thuật và đến 85% còn lại đến từ kỹ năng giao tiếp. Và từ đó chúng ta có thể thấy là giao tiếp là một cái phần vô cùng quan trọng để có thể tạo ra của cải vật chất cũng như là tác động một cái điều rất là lớn đối với cuộc sống của con người. Vào với phần đầu tiên thì mình sẽ review về các hiệu ứng tâm lý học trong giao tiếp. Và với phần đầu tiên thì mình sẽ review về thời cơ chưa đến thì giữ im lặng là cách tốt nhất. Bởi tại sao mình nói đến câu này? Bởi vì trong khi cuộc sống cũng như trong công việc, đôi lúc giữ im lặng lại là một lựa chọn tốt hơn là một mực tranh cãi với đối phương. Khi chưa nắm rõ cái tình hình và hoàn cảnh ý, thì mình học được từ cuốn sách đó chính là chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu như mà không biết giữ im lặng đúng lúc. Điều này đặc biệt đúng trong cái lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nghe nhiều, nói ít đôi khi lại là một lợi thế. Nói ít, không cần phải tranh luận vô ích, đối phương sẽ không hiểu được suy nghĩ của bạn, còn bạn lại có thể thăm dò được cái tình hình của đối phương, từng bước nắm cái quyền chủ động. Hoặc là một phần khác, một hiệu ứng tâm lý giao tiếp khác mà mình muốn nói đến đây, đó chính là hiệu ứng thiên kiến, khiến người lạ nhanh chóng mở lòng. Thì khi mà bạn muốn nói chuyện với ai đấy thật là nhanh, hoặc là bạn muốn bắt đầu cuộc trò chuyện, bạn muốn tạo niềm tin với một người khác, thì trước hết bạn cần phải có đó chính là một cái ngoại hình đẹp, bởi một cái ấn tượng ban đầu. Bởi vì ấn tượng ban đầu là một điều rất là quan trọng khi mà bạn làm quen với một người mới. Thì ở trong này cũng nêu lên một cái ví dụ về một phóng viên. Đó chính là nếu mà các bạn đi đâu, và một phóng viên này, một người phóng viên này khi đi đến vùng ngoại ô thì sẽ ăn mặc giống người ngoại ô. Khi đi đến thành phố, khi đi đến những nơi tấp nập, xô bồ, thì mỗi nơi người phóng viên này đều có cách ăn mặc khác nhau. Điều này sẽ giúp ích cho việc là chú ý đến việc của mình từng có cái trải nghiệm sống giống như họ, để đối phương có thể chấp nhận người phóng viên này ngay lập tức. Và cùng khung vực, cùng trải nghiệm là một trong những cái phương pháp xóa tan cái khoảng cách đối với đối phương trong lần gặp đầu tiên. Đây chính là một trong số những cái phương pháp mà mình thấy rất là hữu ích, và thật sự là nó rất là thực tế đối với cuộc sống. Một phần tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó chính là ở đoạn về nói về việc khi không hiểu tình mình thì bạn nên giữ im lặng. Có những lúc ấy thì không hiểu tình hình đối phương như thế nào mà chúng ta chỉ nghĩ cho một phía. Ví dụ chúng ta nghe câu chuyện từ một phía và chúng ta đánh giá một người khác chẳng hạn. Nếu mà chúng ta cứ liên tục khô môi múa mép thì không những đối phương sẽ cảm thấy khó chịu mà còn làm cho cái mối quan hệ của bạn tệ đi hơn. Và thay vào đó chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề, chúng ta có thể nhìn nó theo một mô hình ba chiều, theo một cái ánh nhìn đa chiều hơn. Và ngoài ra, nếu như mà chúng ta không thể quyết định được là đây là người tốt hay người xấu ấy, thì chúng ta nên giữ im lặng. Bởi tại sao ạ? Hai điều này rất là liên quan đến nhau. Nếu mà không hiểu tình hình thì phải im lặng, mà nếu không thể đưa ra quyết định cũng không nên nói gì hết. Và quan trọng nhất nha, đó chính là trong cái khoảng thời gian mà bạn nóng giận ấy, bạn không nên phát ngôn bất cứ điều gì. Bởi vì nếu như mà chúng ta kết hợp cả ba điều này lại thì nó sẽ là một cái tuyệt tác của sự phá vỡ, một cái tuyệt tác của sự tan vỡ trong giao tiếp. Bởi vì thứ nhất là trong lúc khoảnh khắc mà bạn nóng giận ấy, thì bạn sẽ đưa ra những lời nói mà thật sự là thiếu suy nghĩ, những lời nói mà đến từ cơn tức giận của bạn, những lời nói có thể làm tổn thương người khác, hoặc là với cái mong muốn là đạt được cái thỏa lòng, thỏa được cái sự tức giận bên trong bạn.
nếu ở trong một cái trạng thái cảm xúc mạnh như thế, bạn nên giữ cho bản thân bình tĩnh lại trước khi nói ra một điều gì để có thể làm tổn thương chính mình và người khác. Và trong giao tiếp, cái điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn khi lắng nghe người khác. Lắng nghe tốt ý, thì sẽ rút khoảng ngắn khoảng cách giữa hai bên. Điều này đặc biệt quan trọng nhưng không phải ai cũng biết và chú ý đến, đúng không ạ? Bởi vì nếu bây giờ bạn không phải là một người giao tiếp tốt đi, bạn không phải một người nói chuyện tốt, bạn không kể chuyện hay đi, thế thì bạn có thể là người lắng nghe hay. Khi mà bạn lắng nghe họ ấy, bạn không cần phải quá là cao siêu, bạn không cần phải quá là mỹ miều, bạn không cần phải tỏ ra thế nọ tỏ ra kia, bạn chỉ cần tỏ ra chân thành thôi. Đó, khi mà bạn tỏ ra chân thành thì mình, con người ai cũng muốn được người khác công nhận về giá trị của mình, không muốn bị đánh giá thấp hay là bị xem thường, đúng không ạ? Khi mà lắng nghe người khác ấy, và bạn có cái động thái tôn trọng, đó chính là cái động thái rất là thể hiện sự tôn trọng cũng như là phản hồi đúng lúc. Và lúc lắng nghe ấy, cái sự chân thành nó đóng vai trò rất là quan trọng. Ít ra một lời công nhận hoặc là một lời khen ngợi thì cũng sẽ xoa dịu cái sự căng thẳng và khiến cho đối phương cảm thấy là họ có giá trị và họ được tôn trọng hơn. Và đây là một câu mà mình đã đọc thì xem mình cảm thấy rất là đúng. Khi bạn đúng, hãy thử dùng lời nói nhẹ nhàng và khéo léo để đối phương chấp nhận. Khi bạn sai, hãy nhanh chóng và thành khẩn thừa nhận lỗi lầm. Điều này hiệu quả và thú vị hơn so với việc tranh luận. Bởi vì đôi khi chúng ta không cần phải tranh luận vì một vấn đề gì đấy để chiến thắng nó. Thì nếu chiến thắng nó thì chúng ta chỉ có thể chứng minh được cái luận điểm của mình, nhưng chúng ta sẽ mất đi toàn bộ cái mối quan hệ này. Và có 3 khía cạnh chúng ta nên chú ý khi mà chúng ta giao tiếp với người khác. Sau khi mình đọc cuốn sách, mình đã hướng dẫn ra. Thứ nhất, đó chính là tham gia cuộc trò chuyện với mục đích có được thông tin, thì cần phải luôn hỏi bản thân, sau cuộc trò chuyện này thì người này đã nói với mình nội dung gì, và còn họ muốn truyền tải với mình điều gì. Thứ hai, đó chính là trong quá trình nghe thì cái ngôn ngữ phi hình thể là cái yếu tố then chốt, có thể là ánh mắt, đầu hoặc là cái sự tập trung của bạn. Thứ ba, đó chính là đặt cái câu hỏi sàng lọc cái nội dung, trình bày lại những cái gì mà đối phương diễn đạt để đảm bảo bạn hiểu đúng thông tin. Riêng cái việc bạn hiểu đúng thông tin và bạn hiểu đúng ý họ là họ đã có thể rất là tôn trọng bạn rồi, có thể là họ tạo cái niềm tin vào cái vấn đề mà họ muốn nói cho bạn, với bạn rồi. Ngoài ra bạn sẽ thật sự thành công nếu như mà bạn giành được toàn bộ cái sự tín nhiệm của đối phương hơn, nếu bạn biết trao quyền cho đối phương. Như thế nào ạ? Có nghĩa là giao tiếp là cái quá trình hai chiều, đúng không ạ? Người nói thì phải có người nghe. Nếu như bạn chiếm hết cái phần nói và người kia chỉ biết lắng nghe, bạn nên khéo léo để đối phương có cơ hội chia sẻ, làm cho cái mạch giao tiếp của hai người mượt mà suôn sẻ hơn. Ví dụ là trong một buổi hẹn hò, hai người đi với nhau, và nếu như bạn chỉ nói hết về phần của mình thì bạn gái kia chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta thật là một người nói lắm, anh ta không bao giờ quan tâm gì đến mình, anh ta chỉ là một người nghĩ về bản thân. Nhưng bạn đâu phải là một người như thế, đúng không nào? Thay vào đó chúng ta có thể sửa cái đức tính này đi nha. Vào với phần tiếp theo, đó chính là lời nói nhã nhặn thì dễ đi vào lòng người. Lời nói nhã nhặn thì trước hết là phải nói về âm giọng nha. Sau khi còn mình đọc cuốn sách này thì mình phải nói chuyện thì mình phải bảo vệ giọng. Có những cách rất là đơn giản thì đó chính là uống đủ nước. Chúng ta không được nói quá to, hét, la hét thì nó có thể gây khản giọng, làm cho giọng của chúng ta trở nên khó nghe hơn chẳng hạn. Và phải chú ý về cách phát âm của mình. Tốc độ nói phải thong thả, từ từ. Nếu mà nói đến mức quá nhanh hoặc quá chậm thì người nghe sẽ không thích. Và phải chú ý đến mật độ tuổi tác, xưng hô tuổi tác. Phải chú ý đến bối cảnh của cái cuộc trò chuyện. Bối cảnh khác nhau thì sẽ có cách xưng hô khác nhau. Ví dụ trong trường hợp xưng hô với người cấp trên thì phải phân biệt cách xưng hô khác nhau. Bạn có thể trong trường hợp giao tiếp hàng ngày ấy, thì bạn có thể gọi là sếp, anh trai, vân vân. Nhưng mà trong một cuộc họp, ví dụ như là họp với đối tác hay là hội nghị hoặc là đứng trên sân khấu chẳng hạn, thì bạn nên gọi một cái cách thật sự là mỹ miều hơn một chút. Ví dụ như là tổng giám đốc hoặc là chủ tịch A, chủ tịch B. Đó, linh hoạt trong cái cách xưng hô thì nó thể hiện cái sự tôn trọng đối với lãnh đạo và bộc lộ cái tính nghiêm túc của bạn trong công việc nữa. Và đó chính là về phần đầu tiên mà mình muốn review. Về phần thứ hai, đó chính là bí quyết trong giao tiếp. Trong này thì mình cũng đã
khá là tâm đắc về một số phần mình cũng đã nốt xanh ở đây thì mình sẽ review. Thứ nhất đó chính là dùng tình cảm để làm lay động đối phương. Nếu như mà bản thân bạn ấy có những cái khó khăn riêng thì nhờ vả người khác để giúp giải quyết những vấn đề của mình ấy, một cách chân thành, đối phương sẽ có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Và thứ hai đó chính là trải đường bắt cầu. Điều này có thể hiểu là trước khi nhờ người khác giúp mình một việc gì thì mình phải giúp cho họ trước đấy. Đối với đồng nghiệp ấy thì mình có thể giúp họ khi công việc của họ quá tải. Chính những cái hành động nhỏ ấy thì sẽ khiến cho cái việc giúp đỡ của mình dễ dàng hơn. Và thứ ba đó chính là suy nghĩ nhiều hướng và thật là linh hoạt. Khi yêu cầu ai đấy giúp đỡ thì mình cũng phải cân nhắc và suy nghĩ nhiều hướng. Đừng vì những người mà người ta không giúp mình ấy thì mình phải làm dễ làm khó với họ. Nhiều người người ta cũng có những cái khó khăn, cái bận bịu riêng. Nên mà khi mà chúng ta không yêu cầu họ giúp đỡ ấy, nếu họ sẵn sàng thì đấy là một cái việc tốt thôi. Còn nếu mà họ không thể thì thật sự là mình phải chấp nhận cái việc đấy thôi. Bởi vì mỗi người có một cái khó khăn riêng. Thứ tư đó chính là về nghệ thuật. Thứ ba đó chính là nghệ thuật giao tiếp với đồng nghiệp. Đồng nghiệp là những cái người có ảnh hưởng đến cái sự tiến bộ cũng như là cái sự nghiệp cũng như là cái công việc hàng ngày của bạn. Nếu như mà chúng ta không giao tiếp với đồng nghiệp của mình ý, thì công việc chúng ta chắc chắn sẽ không được suôn sẻ. Thế nên là mình cũng đã đọc và mình nêu ra một số các cái nốt là để thành thạo cái kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp của mình. Thứ nhất đó chính là không bao giờ, mà mình nói là không bao giờ được nói xấu hoặc là tung tin đồn nhảm tại nơi công sở. Sở mình thì mình chưa đi làm nhưng mà mình biết là trong công việc, bất kể là ở trường của mình hay là ở bất kỳ đâu, thì mình nên ý thức cho bản thân và không nên nói gì. Việc nói xấu người khác chỉ toàn chuốc phiền muộn cho bản thân. Khi người khác kéo vào cuộc trò chuyện liên quan đến những chủ đề thì tuyệt đối không nên bình luận hoặc phán xét bất cứ điều gì cả. Đơn giản là bạn chỉ cần kết thúc cái cuộc trò chuyện tại thời điểm đấy thôi. Thứ hai là giải quyết những mâu thuẫn của đồng nghiệp một cách lý trí hết có thể. Khi đồng nghiệp nhờ giận thì bạn phải đợi họ bình tĩnh để tìm hiểu vấn đề và cùng họ giải quyết cái khúc mắc đó. Và khi họ không hợp tác với mình thì sẽ có hai trường hợp. Họ không có thể là họ bận vận rộn, hoặc thứ hai là họ chỉ không muốn. Thì cái tình huống này thì mình cũng không thể làm gì hơn, thì mình cần phải trao đổi kỹ hơn về nguyên nhân và tìm cách cùng họ giải quyết xem vấn đề ở đâu. Và trường hợp lớn nhất đó chính là khi mà đồng nghiệp của chúng ta lạnh lùng với mình ý, thì đừng phán đoán chủ quan về hành động của họ mà hãy kiên nhẫn và bày tỏ ý muốn giúp đỡ họ với cái thái độ thân thiện hơn. Thì có thể là tùy trường hợp mà chúng ta giải quyết, sẽ có những cái tình huống mà mình phải linh hoạt. Nhớ là cái chìa khóa then chốt là cái tôn trọng nhau và dành cho những cái lời lẽ tốt đẹp nhất. Một phần khác đó chính là thật ra là người càng thân với mình ý, mình càng phải thường xuyên trò chuyện, tâm tư những tình cảm và chia sẻ cảm nhận cho nhau. Đó chính là về phần cuối cùng, đó chính là nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu. Cái câu nói là mình khá là tâm đắc bởi vì dạo gần đây thì mình mới có một người thân mới cũng khá là thân thiết với mình, và mình coi họ gần như là tất cả vậy. Và theo đó thì chúng ta cũng cần phải đề cập quá có một số lưu ý cũng như là một số lời khuyên từ bản thân mình cũng như là từ những gì mình đọc được từ trong cuốn sách. Đầu tiên đó chính là không đề cập quá về những cuộc tình trước của đối phương, hoặc là không nên nói những cái lời không đúng thời điểm. Ví dụ như là khi mà họ đang có vấn đề chẳng hạn thì bạn lại lôi vấn đề gia đình hoặc là những cái vấn đề cá nhân của họ ra để nói, để phán xét họ chẳng hạn, thì như thế sẽ tạo ra cái khoảng cách giữa cả hai người. Và bạn hãy có thể là đặt bản thân vào vị trí của họ. Mỗi khi bạn muốn nói một vấn đề gì thì bạn muốn được nói như thế nào, khi đó thì bạn có thể khi mà đó thì bạn có thể thì thật sự là tạo ra một lời khuyên và tạo ra một cái ý muốn cũng như là thể hiện cái quan điểm của bản thân đối với họ theo cách mình muốn và theo cách họ muốn nghe và theo cách bạn muốn truyền tải. Tiếp theo đó chính là đừng có khi mà xảy ra một bất kể vấn đề gì bạn lại nói chia tay luôn. Tình yêu ấy với hai con người thì bạn luôn hướng đến cái mục tiêu cuối cùng, đó chính là để giải quyết vấn đề và hạnh phúc với nhau mãi mãi, đúng không ạ? Nên là bạn đừng tìm mọi cách để có thể nói chia lời chia tay. Không phải lúc nào bạn có thể mang nó ra để đùa giỡn cũng như là thử lòng đối phương. Và đó chính là ba phần mà mình muốn review về sách tâm lý học giao tiếp.
về với người yêu, đồng nghiệp cũng như là với những người mới quen. Và giao tiếp thì là một cái nghệ thuật để người tâm lý học xem giao tiếp là một thiên tài. Những người có hiểu biết về ứng dụng của tâm lý học giao tiếp của cuốn sách này thì chắc chắn sẽ thành công, bởi vì họ đáp ứng được tất cả những gì mà người nói mong muốn hoặc là một người lắng nghe mong muốn. Chúng ta luôn tìm cách để học hỏi nhé, quên mất việc tâm lý trong giao tiếp rất là quan trọng. Và cuốn sách này mình muốn review và truyền tải đến các bạn một cái thông điệp như vậy. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment xuống phía bên dưới để mình có thể đọc và mình có thể trả lời nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem video và hẹn gặp lại.